Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách cài thông tin cá nhân hiển thị lên trên màn hình khóa điện thoại Android nha. Thì cài đặt thông tin cá nhân lên màn hình khóa điện thoại trong các trường hợp bạn bị mất điện thoại hoặc nếu ai đó có thể nhặt được thì có thể liên hệ lại với bạn nha. Thì video này mình hướng dẫn trên điện thoại Google Pixel thì các hãng điện thoại khác cũng có thể thực hiện theo các bước tương tự nha. Thì giao diện màn hình các tùy chọn có thể khác nhau nhưng mà các bước thì cơ bản vẫn là giống nhau. Một điều nữa các bạn cần lưu ý là không phải tất cả các dòng điện thoại Android đều có tính năng này nha. Ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Rồi các bạn hãy nhấn vào cài đặt trên điện thoại nha. Nhấn vào cài đặt. Tiếp theo các bạn hãy lướt xuống và các bạn nhấn vào màn hình nha. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào màn hình khóa nha. Tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào thêm văn bản trên màn hình khóa nha. Các bạn nhấn vào. Rồi các bạn có thể điền cái thông tin của mình vào. Ví dụ như mình sẽ điền là rồi mình sẽ nhập cái thông tin của mình vào. Ví dụ như là số điện thoại hoặc là địa chỉ nhà, email. Thì tiếp theo là các bạn hãy nhấn vào lưu là xong nha. Các bạn nhấn vào lưu. Thì các bạn hãy ra màn hình khóa xem thử nó có thông tin hay không nha. Thì các bạn có thể thấy ở dưới màn hình điện thoại nó có cái thông tin đó nha. Thì khi các bạn mất điện thoại thì người khác có thể gửi email vào cái địa chỉ này. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách cài thông tin hiển thị trên màn hình khóa điện thoại Android rồi. Nếu các bạn chưa làm được hay có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.